bảo đảm mình sẽ thắng bàn này. 5 phút rồi mà nó còn chưa đi nữa, nghĩ gì mà lâu quá. Lại phải nhức đầu. Không biết năm nay mình đi khai thuế ở đâu ta? Dạ anh ơi, hồ sơ của anh xong rồi. Khi đến với văn phòng Lê Hằng Nguyên, chúng tôi sẽ khai thuế cho quý vị tốt và nhanh chóng nhất. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể giải trí trong phòng game room rộng rãi và thoải mái. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và văn phòng đứng hàng đầu trên toàn quốc, chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị với đội ngũ nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Xin lỗi hai anh, văn phòng tụi em sắp đóng cửa rồi. Này, sao anh không nhờ văn phòng Lê Hoàng Nguyên khai thuế cho anh luôn đi? Có lý ha. Xin hãy để cho văn phòng Lê Hoàng Nguyên bảo vệ gia đình của bạn như chúng tôi bảo vệ gia đình của mình.